Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay thì sẽ ra trận chung kết của U23 Đông Nam Á 2022 giữa U23 Thái Lan với U23 Việt Nam. Trước đó ở vòng đấu bảng thì U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết: "Chúng tôi từng gặp U23 Thái Lan tại vòng bảng, nhưng qua trận đấu đó chưa thể nói trước được điều gì. Hiện tại chúng tôi đang cần tập trung theo dõi tình hình sức khỏe của các cầu thủ và cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Về đối thủ U23 Thái Lan, tôi cũng từng nói rằng mình đánh giá rất cao năng lực của đội bóng này và U23 Việt Nam đã tìm hiểu kỹ lối chơi của đối thủ." Huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định, ở giải đấu này chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ cũng như sự tin tưởng. U23 Việt Nam đang có tinh thần đoàn kết, tự tin và hướng tới chiến thắng. Chúng tôi đã đi cùng nhau đến đây thì sẽ cố gắng để giành được thành tích tốt nhất. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Salvador Garcia cho biết, giành chiến thắng trong trận chung kết là một giấc mơ với U23 Thái Lan chứ không phải mục tiêu để phấn đấu. Bởi lẽ, U23 Thái Lan tham dự giải đấu này với đội hình trẻ hơn so với mặt bằng chung và đây chỉ là bước chuẩn bị cho tương lai. Mặc dù đã đánh bại U23 Thái Lan ở vòng bảng, nhưng U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Nếu muốn giành chức vô địch, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam phải chơi với sự tập trung và tinh thần cao nhất. Theo lịch thì trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan diễn ra ở lúc 19:30 tối nay, ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của FPT. Ngoài giải U23 Đông Nam Á thì theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận đấu của vòng 1 V-League 2022. Trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài của Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Thiên Trường. Ở trận đấu này thì Nam Định có lợi thế sân nhà, nhưng Hoàng Anh Gia Lai là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Do đó, đây là trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.